Thưa quý vị, năm học này, mùa hè của học sinh một số cấp học trên địa bàn thành phố bị ngắn lại so với mọi năm do năm học kéo dài bởi dịch COVID-19. Vì vậy, ngay sau khi kết thúc năm học, các trường học đã tiếp tục mở cửa đón học sinh vào hè với nhiều hoạt động bổ ích, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Những ngày này, các bể bơi tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố luôn đông đúc học sinh. Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh, nhiều hoạt động ngoại khóa mùa hè đã trở lại sôi nổi hơn bao giờ hết. Bên cạnh dạy bơi, các trường học còn tổ chức câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ cờ vua cho các em học sinh tập luyện và thi đấu. Là vào mùa hè thì con rất là thích đến trường để tham gia những hoạt động hè ở trên trường và những môn học như là bơi, đánh bóng bàn, bóng chuyền. Ngoài việc mở các lớp câu lạc bộ thể thao, thực hiện chủ trương mở cửa trường hè của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học cũng luôn mở khuôn viên cũng như khu giáo dục thể chất cho học sinh nhân dân tại địa phương vào chơi bóng bàn, bóng chuyền và đá bóng. Đồng thuận với quan điểm, mùa hè là khoảng thời gian vàng để trẻ thư giãn. Nhiều phụ huynh cũng chọn lựa các môn học ngoại khóa, bổ ích, rèn luyện kỹ năng cho con nhiều hơn các lớp học kiến thức. Ưu tiên đầu tiên là môn bơi lội và môn bóng đá. Đồng thời ngoài cái thời gian đó cũng tham gia các cái môn học bổ sung như tiếng Anh đấy, và mấy cái môn ngoại khóa khác. Đấy, cũng giảm bớt là cái thời gian học tập văn hóa trong trường, thời gian rất là căng thẳng. Tại các trường mầm non, hoạt động chăm sóc, nuôi dạy trẻ vẫn diễn ra bình thường như trong năm học. Tuy nhiên, các hoạt động trải nghiệm được tăng cường để nâng cao kỹ năng sống cho trẻ. Ở một số trường mầm non ngoài công lập, trẻ cũng được bước đầu làm quen với bộ môn bơi lội. Đối với các cái độ tuổi mầm non này thì cái chương trình phòng chống đuối nước thì cũng được phòng giáo dục triển khai các cái kế hoạch xuống để nhà trường có các cái phòng chống về tai nạn thương tích cho bé, đặc biệt là trong vấn đề đuối nước. Thì với nhà trường thì nhà trường cũng lưu ý chú trọng vào các cái tiết kỹ năng để dạy cho các bé. Nhà trường cũng tổ chức cho các bé làm quen với nước, chơi cả trò chơi ở dưới nước nhằm một mục đích là vừa cho các bé vui chơi, hoạt động, phát triển thể chất và mục đích nữa là giúp phòng chống trong cái công tác đuối nước của các bé tại trường mầm non ạ. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết, các trường học cũng đã cung cấp cho phụ huynh học sinh thông tin về các câu lạc bộ, các lớp học hè, về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tại những cơ sở giáo dục trong ngành và các cơ sở, các trung tâm của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Trung tâm Văn hóa Thể thao các quận huyện để học sinh phụ huynh biết và đăng ký tham gia học tập.